chào mọi người đến với LNB Channel. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi ghé thăm server F135, đi đánh chích tinh lâu với cái team đó chính là một anh Ngũ Độc Đào, một anh Nga Mi Trưởng. Ồ, 105 luôn. Ồ, căng phết. Căng phết. Chạy. Dứt. Quá lẹ anh em. Chúng ta đã đẩy anh Thiên Dương ra ngoài. Để cho... Và lúc đó là anh em thấy là cua đã làm cho đối phương là ông Đoàn Thị, đúng không? Ông Đoàn Thị với lại anh Cá Bang bị dính thêm cái chiêu nữa. Tiền của mình nhào vô đấm vô cái ngon lành cả nào. U 130k luôn ghê à. U hai ngũ độc luôn, căng nha. Cẩn thận. Cẩn thận nha, tách nha, nó có cái bàn ấy, phải chuẩn hút vô đấy. Kìa, cái bàn này, cẩn thận. Hay ơi, đẹp. Hiện tại cô đang có dịch vụ cắm chen treo quạt. Dịch vụ bên cua có nhiều gói phù hợp với các nhu cầu của anh em. Ví dụ như là gói cắm chen 24/24 và làm full các hoạt động tổ đội, cá nhân, bàn hội. Có thể treo theo tháng, theo tuần hay theo ngày. Cái gói treo theo ngày dành cho anh em bận đi công tác, bận đi du lịch vài ngày. Gói này được nhiều anh em lựa chọn lắm nha. Hay gói trên đêm, anh em có thể lựa chọn thời gian trên đêm theo ý của anh em. Ví dụ như 0 giờ đến 8 giờ sáng hoặc là 0 giờ đến 12 giờ sáng. Hay gói dịch vụ ưu đãi theo team cứng, team mềm. Anh em nào có nhu cầu hoặc muốn tham khảo dịch vụ có thể liên hệ vô Zalo cho cua. Zalo Sơn Gu Cua 0946 496 490 để biết thêm thông tin chi tiết nha. Những cái ban thu lâm kẹo ngon nè. Này các bạn, cái chân hút vô nha anh em, cẩn thận. Rồi, giật nó, bè nó cái. Đánh trên giả lập nó quá ngu anh em ơi. Ban đầu anh em thấy là mình nhấn cái chiêu này nè, để mình đẩy đối phương ra. Đó, ai ngờ cái nhấn đó không được. Cái chiêu này nó bị gì vậy? Chả hiểu luôn. Nên là mình chơi được cái chiêu này nè. Mình tách ra, gặp anh cái bàn, mình phải tách ra, không phải hút team mình vô là mệt đấy. Có Thúy Yên à. Cẩn thận nha mọi người. Ok, cẩn thận. Thúy Yên kiếm. Khỏe quá. Mấy ông khỏe quá. Ôi gặp S5. Trời ơi, gặp 59 cấp luôn chứ mới ghê chứ. Vãi nồi thiệt. Gặp dân 59 cấp không à. Cua cũng có dịch vụ bi hoạt. Nhiều anh em cũng hỏi về cái dịch vụ bi hoạt này của cua. Thì cái dịch vụ bi hoạt của cua yêu cầu anh em phải tích 8k vàng với lại 4k kim long. Cái này quan trọng nha. Nếu anh em tích không đủ thì cua không nhận vào bi hoạt cho anh em đâu. Sau khi build hoạt xong thì cua sẽ chia sẻ cái lộ trình để cho anh em có thể tự build trong tương lai. Cái này quan trọng nữa nè anh em.
Đó là cái giúp cho anh em hiểu và biết cách tự build ad của anh em trong tương lai luôn. Anh em nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ vô Zalo cho cô. Zalo Sơn Gu Cua 0946496490. Ngoài cái dịch vụ cấm trên treo ad, ngoài cái dịch vụ build ad, cô còn có các dịch vụ khác của game Kiếm Thế Origin. Anh em nào có nhu cầu hoặc muốn tham khảo dịch vụ thì có thể liên hệ vô Zalo cho cô. Zalo Sơn Gu Cua 0946496490 để biết thêm thông tin chi tiết nha. Kim kèo 49 cấp chơi rồi, năm mấy cấp chết chết. Trăm năm chín kèo bài được hả? Tìm ngang kèo đó anh em, cẩn thận nha, nó có ban bóng á, coi chừng. Bắt cua nè. Rồi, xong rồi. Không có combo chết cua được. Thả ăn cọc nó nè. Thả ăn cọc nó, đẹp. Rồi, ok. Thì chúng ta gặp ngang kèo thì team này quá mạnh đi anh em, quá mạnh. Nên là chúng ta gặp ngang kèo chúng ta dễ dàng chiến thắng. Nhưng mà cũng phải cẩn thận nha. Gặp mấy ông cái băng bổng mà mấy ông chơi chiêu số 4 gom team mình vô cũng mê mệt á, người ta cũng chơi mình được á. Nên là anh em cũng phải cẩn thận. Và nếu thích video này, các bạn nhấn like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt, anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nho nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình. Thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. À đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.